sống ở thời đại này nhé, những người mà nghèo ấy chủ yếu là gì? Thiếu tri thức. Bây giờ bạn nhận bạn giàu hay mình nghèo, thì thông điệp của tôi ấy, tôi thì chính tôi ngay thẳng, sống ở cái thời đại này ấy, mà chấp nhận sống nghèo khó ấy, nhé, là do thiếu tri thức là chủ yếu. Nghèo nàn thì sẽ đi với lạc hậu, lạc hậu thì đi với lỗi thời, mà lỗi thời thì đi với tụt hậu. Nếu không muốn tụt hậu thì hãy tiến lên. Giao lưu với nhau để thay đổi. Yeah. Mình sẽ là chuyên về thay đổi. Sao nào? Bao nhiêu người muốn thay đổi? Tôi là chuyên gia huấn luyện thay đổi. Có lẽ là nằm trong top đầu tiên những người mà thay đổi ở Việt Nam. Tôi thay đổi từ năm 2002. Và khi tôi áp dụng cái thay đổi thành công thì bắt đầu từ năm 2004. Thì tôi đã đi chia sẻ về thay đổi trong các cái môi trường nội bộ, môi trường kinh doanh của mình. Từ một bác sĩ tôi đi kinh doanh và tôi chia sẻ về thay đổi trong cái môi trường nội bộ của mình. Sau đó thì từ 2005 thì tôi bắt đầu được mời diễn thuyết ở một số cái lớp nhỏ. Rồi đến 2006-2007 thì bắt đầu tôi diễn thuyết ở các trường đại học và trong công chúng. Đấy. Thì những năm 2007 hay là 2008-2009 ấy, là những chương trình thay đổi đầu tiên mà phát ở khách sạn ấy, ở khách sạn Bảo Sơn ấy. Sau đó thì là bạn cũng search thay đổi trên Google là bạn sẽ thấy cái chương trình đấy. Hồi đấy tôi vẫn còn tóc, tôi mặc áo kẻ sọc, cái áo đấy từ Canada và mang cặp vàng. Thì đấy là chủ đề tôi talk về thay đổi, làm cho rất nhiều người cười. Nhân đây thì lát nữa tôi nói tiếp về thay đổi. Nhân đây thì tôi bị dị ứng thì tôi cũng nói luôn về những người có cơ địa dị ứng. Cơ địa dị ứng ấy thì nó hay xảy ra với thế nào mà chẳng hạn những cái em bé mà lúc nhỏ mà bị dị ứng ấy là lớn lên là các bạn sẽ phải cẩn thận. Những người có cơ địa dị ứng là những người có thể trạng yếu ấy, và rất dễ mắc các bệnh nội tiết khi lớn. Đấy. Thế nên trong cái lớp cửa sổ vàng chuyên sâu là tôi phải dạy các mẹ là cho con ăn dặm như thế nào để tránh cái dị ứng. Thì trong tương lai tôi cũng đang muốn ra một cái chương trình kiêng cữ thai sản. Để người Việt Nam cổ kiêng kỹ lắm, nhưng mà người Việt Nam mới hiện đại và thế giới hiện đại không kiêng và lãnh đủ các bệnh dị ứng. Thì không chỉ đơn thuần là dị ứng nhất, tôi nhắc nhở những cha mẹ mà có con dị ứng mà nó cứ đỏ như tôm luộc ra đấy. Đấy, đỏ rồi thì chàm lãng, nó bị rất sớm, đỏ luộc hết này rồi chụp ảnh hỏi ấy. Thì là cẩn thận, nó không nên dị ứng đâu ạ. Những cái cá thể mà lúc bé dị ứng là thường những người có nội tiết yếu. Những người mà nội tiết yếu, nội tiết kém là hay bị dị ứng. Thì cái cửa sổ vàng chuyên sâu là hướng dẫn các bạn là tập cho con để cải thiện được cái thể tạng của con để cho nó khỏe, nội tiết nó khỏe. Thế còn những em bé mà hay bị dị ứng là nội tiết nó sau này nó lớn ấy, là nó rất yếu, nó kém. Thế nên là cái cơ địa dị ứng đây có thể là đi tiêm vaccine người ta không sao, ra về chỉ sốt mới đau, còn có những người bị chết. Đấy. Đi đâu ốm người ta không biết có cơ địa dị ứng, người ta tiêm cấp cứu thì chả chết vì bệnh cấp cứu, mà chết vì sốc cái thuốc đấy. Có người sốc vớ vẩn bằng mũi tiêm mũi B1 cũng bị sốc chết. Đấy. Thế rồi bị hen, rồi bị khớp, rồi thì bị thận, rồi thì bệnh lupus ban đỏ, bệnh hệ thống sau này nhá. Thế nên là khi còn nhỏ ấy thì mới làm được, chứ còn khi lớn này thì chịu. Khi lớn này chỉ có chuyển vùng thôi. Mình gặp cái này mình bị dị ứng, nếu như là gặp hòn than thì bị bỏng, thì bác sĩ chữa được bỏng không có nghĩa là mai lại chập than mà không bị. Mai gặp cái gây dị ứng lại dị ứng, thì chúng ta chỉ cố gắng khắc phục cho con cái chúng ta khi con cái còn nhỏ ấy nhá. Là chúng ta là cố gắng. Tối hôm nay tôi sẽ dành thời gian tâm sự với những người là có khát vọng thay đổi. Đấy. Hôm nay tôi không dạy về thay đổi. Tôi cũng có những livestream nói về 4 bước thay đổi, 4 bước của hành trình thay đổi cho những người dù bắt đầu ở đâu đó thì cũng phải bắt đầu từ ở đâu đó. Đang sắp vỡ nợ, đang sắp chết mà chán chả buồn chết, chưa nghĩ được cách gì để chết mà muốn thay đổi thì cũng bắt đầu từ đang định tự tử mà thay đổi. Đang nợ âm mà thay đổi, đang trên mây mà thay đổi, đang nóng thè nọc ra mà thay đổi, đang vừa bị mất việc mà thay đổi, đang nợ nần thay đổi, chứ đang có cơ hội thay đổi cũng được. Thì tôi dạy 4 bước thay đổi rồi hành trình từ ngu sang khôn rồi. Đấy, thì ai áp dụng được rồi, ai thấy khó thì lên tiếng để chúng ta giao lưu với nhau. Để giao lưu với nhau về thay đổi. Nên là hôm nay tôi không có giáo trình, tôi không huấn luyện, mà tôi lên đây để tâm sự với các bạn về thay đổi.
bạn không muốn thay đổi, bạn vẫn bị thay đổi. Sau Covid, Covid xuất hiện làm địa cầu thay đổi, kinh tế thay đổi, chính trị thay đổi, quan điểm sống xã hội, mối quan hệ thay đổi, không? Giá trị tiền bạc thay đổi, giá trị thân phận thay đổi, cơ hội cũng thay đổi, thì tất tất thế thì ai sợ thay đổi? Sợ cũng bị nhá. À đấy, chồng em hôm qua tìm về cũng bị sốt đúng không, cho dùng bộ tướng hết sốt luôn. Đấy, bảo mà thì cứ bảo nó có tác dụng hết được không, hay lâm chưa định nhá. Nào, những người nào khát vọng thay đổi, thay đổi khó hay là dễ? Ai cảm thấy muốn thay đổi nhưng khó quá, và cần gì để thay đổi, nhưng mà khi nào để thay đổi, và thay đổi như thế nào? Có những hãng còn yêu cầu tôi dạy là quản trị thay đổi, cái gì cũng thích quản trị, không thì quản trị chết, quản trị thay đổi, quản trị thời gian, rồi quản trị tôi thì tôi phá cách, tôi chả thích quản trị, tôi chả thích ai quản trị đổi, mà tôi cũng chả thích quản trị ai, con tôi cũng không thích quản trị. Đấy, đến giờ ăn qua tôi rán gà ngon này, nó hỏi bố ơi làm thế nào xếp mà những cái gì để ăn, tôi bảo nghĩ xem làm nào để ăn được gà rán của bố, nghĩ đi, còn có não còn nghĩ, tôi chẳng muốn quản trị của nó. Thế thì thay đổi khó hay là dễ? Thay đổi khó hay dễ? Nào, mí may mắn, em khát vọng thay đổi, trả lời thôi. Thay đổi khó hay là dễ? Làm nào để thay đổi được? Hôm nay không nói nhiều, hôm nay chỉ cho bạn bước đầu tiên để thay đổi. Không thay đổi thì mãi thế à? Không thay đổi thì vẫn thế à? Không thay đổi thì vẫn thế à? Đấy. Các bạn gặp khó khăn gì khi thay đổi không? Có ai cản trở việc thay đổi của chúng ta không? Tôi là chuyên gia thay đổi nên bạn có thể hỏi tôi. Bạn có thể hỏi tôi về những khó khăn khi mà các bạn muốn thay đổi, hoặc những cái bế tắc, những băn khoăn, những trăn trở, hoặc là bạn đang loay hoay không biết từ đâu để thay đổi. Đó. Thì các bạn xem nào. Hôm qua tôi đưa cái thông điệp cho nhóm phụ on như thế này. Oh no, bây giờ không tìm được nữa rồi. Tôi đăng các cái clip mà tôi đi trên đường, đúng rồi đây rồi. Đây. Sống ở thời đại này nhá. Những người mà nghèo ấy chủ yếu là gì? Thiếu tri thức. Thật đấy. Nhá. Bây giờ bạn nhận bạn giàu hay là nghèo? Thì thông điệp của tôi thì chính tôi ngay thẳng. Sống ở cái thời đại này ấy mà chấp nhận sống nghèo khó ấy, nhá, là do thiếu tri thức là chủ yếu. Nghèo nàn thì sẽ đi với lạc hậu, lạc hậu thì đi với lỗi thời, mà lỗi thời thì đi với tụt hậu. Nếu không muốn tụt hậu thì hãy tiến lên, không tự phụ, nhưng cũng không cần phải bận tâm đến xỉa đến cái bọn thiếu tri thức. Họ sinh ra là để tụt hậu rồi, không? Họ tụt hậu từ trong trứng rồi, họ ở trong bụng bà mẹ tụt hậu rồi, họ để lọt lòng rơi vào cái gia đình tụt hậu rồi, xin lỗi, họ cũng để luôn ở cái trạm xá mà lạc hậu rồi, sau đó họ lớn lên họ học ở cái trường cũng tụt hậu rồi, cả nhà cả họ cả quê hương tụt hậu rồi. Thế thì những người nào muốn thay đổi thì phải tiến lên, mà tiến lên thì không phải vì những người tụt hậu đấy, nên là gì, hãy để tâm trí của bạn bay xa, hãy bay xa về tâm trí trước đi. Nên làm sao để bay xa? Nên là tôi đi đâu tôi cứ đăng ảnh, tôi đăng clip cho các bạn tâm trí của bạn bay xa. Hãy để cho tâm trí của bạn bay xa, và hãy dùng tri thức để đến được những cái chân trời, những cái nơi mà bạn muốn đến nhé. Đến được những cái chân trời mới thịnh vượng mà bạn muốn đến. Hãy sống mạnh mẽ, phải vươn ra. Thì rất nhiều người có động lực thay đổi nhé, nhưng mà lấy cái gì làm động lực? Nếu lấy nghèo mà làm động lực thì bạn chết rồi, bạn bất hạnh lắm. Lấy nghèo làm động lực là rất bất hạnh nhé. Mà lấy thù hận làm động lực thì cũng rất bất hạnh. Phải lấy thịnh vượng làm động lực. Khi mà chúng ta thay đổi thì cái ngáng trở đầu tiên là cái đám nghèo ở xung quanh. Đấy, có rất nhiều bạn là học trò của tôi, tức là bị đồng nghiệp nó bảo mày thần tượng ông này à, mày cuồng ông này à. Đấy, suốt ngày mày nghe nó giàu được không, mà chồng không bảo vợ là chống mắt chẳng nghe nó giàu. Tôi đọc lại là ở thời đại kinh tế tri thức này này, thì bạn xem tất cả những vùng lãnh thổ nghèo đều là do thiếu tri thức, những dòng tộc nghèo là thiếu tri thức,
nha. Và những cá nhân nghèo là thiếu tri thức. Tôi xin lỗi những cá nhân gì mà thế bảo là đã học đến đại học với cao học mà vẫn thiếu tri thức à? Đấy, tôi không chả biết được. Thế đại học với cao học có đem ra áp dụng để làm kinh tế làm giàu bằng mấy kiến thức đại học chưa? Nếu chưa đem ra áp dụng thì nó khác giàu. Nếu nó không áp dụng được thì có thể là cái kiến thức cái lỗi thời rồi. Thì phải học cái mới. Thì vì thời đại ngày nay là địa cầu, địa cầu ngày nay nó dư dật về nguồn lực, nó dư dật nguồn lực. Thì bây giờ chúng ta nhà nào cũng có internet, tỷ lệ người Việt Nam dùng mạng xã hội nhiều nhất thế giới. Nhưng mà chúng ta toàn dùng cái mạng này để làm gì? Toàn xem lăng nhăng nhảm nhí, xong đến lúc có một niềm tin mạng và lăng nhăng nhảm nhí. Chứ ai chia sẻ điều tốt trên mạng mà lại cứ tin vơ vớ trên mạng. Nên chúng ta trái con luôn. Nên dưới đất thì hết cơ hội. Thì tôi cũng rất mừng là đợt này có rất là nhiều ông cờ ca sù. Trong cái chương trình của tôi, cộng đồng của tôi có một cái thuật ngữ cờ ca sù và vờ ca sù. Tại vì là tôi cũng không biết là từ đâu mà các bạn ngày nay sẽ dùng chữ cờ ca để biết tắt cho chồng và vờ ca là biết tắt là vợ. Thế còn cái biệt danh là cờ ca sù tức là gì? Vợ học nhưng chồng sù. Thế tại sao chủ sù tri thức, sù tướng, sù chó thì đúng không? Có người xù là vì không biết tôi nói cái gì, thấy nói nóng quá xù. Có người đấy tôi tin tưởng quá xù. Có người thì sản phẩm của tôi vẫn dùng nhưng mà vẫn ghét tôi nên vẫn xù. Có người xù vì bị tôi mắng, tôi có mắng thì tôi mắng cái thằng ngu trong bạn chứ có cái gì đâu mà xù tôi nha. Nào bây giờ để giao lưu về thay đổi, cần gì để thay đổi nói cho tôi biết thôi. Nào tôi sẽ đọc comment của cái fanpage trước, tôi xem là ai ai mà tôi chưa nói bí mật để bước đầu tiên đâu. Tôi muốn hỏi các bạn đã, tại vì nếu các bạn biết thì các bạn đã làm rồi, đã thay đổi được cuộc đời rồi. Thay đổi nó rất là dễ, mà không thay đổi thì cũng bị thay đổi. Có một thứ duy nhất trên thế giới này không thay đổi, đó là thay đổi. Mà có một thứ duy nhất này trên thế giới này sẽ làm cuộc đời bạn đổi thay, sẽ làm mọi thứ đổi thay, đó cũng là thay đổi. Đấy, có ba dạng thay đổi. Một là mắc kia no, bố cứ uống rượu này, bố mắc kia no, bố bất cần đời. Tại sao có một cuộc đời mà lại cái bọn bất cần đời? Thế xong đến lúc sơ gan rồi có muốn thay đổi không? Đấy. Đấy, tiểu đường thì mạch huyết áp có muốn thay đổi không? Thế thì còn một cái nhóm là gì? Chủ động học hành để thay đổi. Nhóm mắc cây nó là mất bò phải lo làm chuồng, nó sắp chết mới thay đổi. Thế còn cái nhóm chủ động học hành mà thay đổi. Có ba dạng thay đổi nhé. Một là chủ động thay đổi không động. Hai là gì? Nhờ học hành mà thay đổi. Và ba là mắc kê no cho đến lúc bị thay đổi thì khác thay đổi. Chúng ta chọn nhóm đi. Thế còn ai muốn thay đổi để đi tiên phong trong thay đổi, để thay đổi dòng tộc, thay đổi gia đình, thay đổi cuộc sống của chính mình. Thực ra là bạn nhà báo lúc nãy viết cho tôi cũng nhắn cho tôi đó, là em rất mong anh về để xem gặp được anh, chúng ta cùng bàn làm được cái việc gì tốt cho cuộc đời và cho chính bản thân mình nữa. Tôi quá ấy. Tại vì phương châm của tôi là chỉ có những điều tốt đẹp mới tạo nên cuộc sống tốt đẹp. Đấy, thì cũng thế bây giờ gợi ý đi, có ý tưởng gì thì bạn ấy muốn gợi ý là một cái chương trình làm về giúp trẻ em vượt qua Covid. Tôi bảo tốt quá, nhưng giải pháp của tôi mạnh lắm, mạnh quá có khi lại xù ấy, lại khó. Giải pháp mạnh quá rất khó, đúng không? Nhưng mà nếu không thì thôi chỉ đóng góp cho ít tiền, đúng không? Nếu cần thì tôi hô hòa, các bạn sẵn sàng đóng góp không? Đúng không? À nhưng mà lại cẩn thận với đóng góp từ thiện nhé. Thì tôi nói rồi, sang thời đại hành kim, từ thiện nó là mộc và mộc nó khắc kim, nên là thời đại của lòng nhân ấy, là nó qua đi từ năm 2019. Sang cái thời đại này là người ta khắc cái lòng nhân. Những người làm từ thiện hay bị bóc phốt, người ta hay thẳng nhau, người ta thị phi. Đấy, thế nên là hết thời đại của lòng nhân. Và rất nhiều người gặp rắc rối vì đi làm từ thiện, cứ lùm xùm nên là người ta sẽ ngại làm từ thiện ở trong cái giai đoạn này. Tôi xem nào, có ai gặp khó khăn trong việc thay đổi không? Chả ai tâm sự. Rồi những người mà thay đổi được rồi thì hạn chế im lấy một lúc nào, im lấy một lúc để xem những người nào đang gặp khó khăn trong thay đổi lên tiếng. Nhân, tôi đang muốn đối thoại với những người mà sẵn sàng thay đổi rồi, nhưng mà muốn thực hành thay đổi rồi. Đấy. Thì bây giờ gặp khó khăn gì? Đừng có đổ tội là em muốn thay đổi nhưng tại thằng chồng em nó xù. Nhân. Đấy.
Nào nào nào, tôi đang xem ở trong fanpage, tôi ngó lại lần nữa. Miến Nguyễn, em gặp khó khăn khi thay đổi. Khó khăn là cái gì thì phải nói rõ để tôi còn tư vấn. Tôi sẽ giao lưu nói chuyện dài dòng với các bạn và đợi khoảng 10 phút nữa. Thì tôi chờ xem có người nào phát hiện ra. Cái kỳ của người nào phát hiện ra cái kỳ đúng ý tôi là tôi thưởng. Dung Hương Nguyễn là vì nghèo ngăn cản thay đổi. Nghèo tri thức, nghèo kinh tế và không biết phải thay đổi từ đâu. Đố Dung Hương Nguyên. Dung Hương Nguyên là gì? Tôi chỉ chấp nhận của em một câu, đó là không biết phải thay đổi từ đâu. Thế còn em nói là vì nghèo ngăn cản thay đổi. Thế tôi thì sao? Thế các bạn, tại sao tôi thay đổi? Bố tôi giàu với ông tôi giàu tôi thay đổi à? Làm sao thời đại của bạn khó khăn hơn thời đại của tôi? Nghèo như chó màn. Nghèo lắm. Thời đại của tôi nghèo lắm. Bạn biết là tôi học xong phổ thông vào những thập niên 80, những năm 80. Thì bạn nào thử hỏi cha chú mình, những người mà tốt nghiệp phổ thông trung học vào những năm 80, 80 trở đến 90 ấy, thì xem biết là thời đại đấy khổ như thế nào. Chứ đâu mà nghèo ngăn cản thay đổi. Tôi thay đổi vì nghèo, nghèo mà tôi phải thay đổi. Vì tôi không thích nghèo. Tôi không thích là tôi mến nghèo, nghèo yêu tôi. Nên tôi thay đổi. Đã ai phải thay đổi trong cùng cực như tôi chưa? Tôi kể chuyện của tôi rồi mà. Tôi sinh ra ở miền Bắc Việt Nam. Tôi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa trong những năm tháng chiến tranh, nghèo như chó máng. Đến lúc học cấp 3 thì bố tôi và các bạn đã đắn từng cây tre, bó từng tàu bó lá cọ ra để làm lều lán giúp trường cho chúng tôi học. Cái trường này mới làm. Nên là mỗi lớp sẽ tự dựng lều lán. Còn các con này này thì ra mà biết là không gì. Buộc nhanh, nhanh là cái gì ông trẻ tre ra buộc thành tường này. Buộc lạt vào đấy, xong rồi là cúp đất, cho nước vào dẫm, xong cho rơm vào đấy nhủ, rơm lên đất trong bếp này này xo ra thành trường. Còn đi học là nó cứ bụi bù dưới đất này. Thế nên là tự làm trường mà học. Và lúc ấy thì là hợp tác xã. Hợp tác xã là gì biết không? Không ạ. Em thì đang bỏ không ạ đấy. Hợp tác xã là gì? Ruộng là tập hợp vào làm chung. Làm chung đấy. Là gì? Làm chung nhau đấy. Nên là gì? Mẹ tôi chỉ là nông nghiệp và bố tôi lương thực nên tôi không phải đi ra ruộng mà. Đấy cho nên là năm 17 tuổi thì bác Kim Ngọc, quê Vĩnh Phúc, bây giờ hai tỉnh, bác ấy làm bí thư tỉnh ủy tỉnh rồi, thì bác ấy đưa ra sáng kiến là lại khoán quản, tức là chia lại ruộng lại, giao khoán cho người nông dân làm nó hiệu quả hơn. Thì lúc ấy cũng không được đồng ý đâu, nhưng mà bác ấy thực nghiệm quê tôi. Nên là 17 tuổi tôi phải đi ra ruộng mà. Tôi hỏi bố tôi là bừa như nào, bố tôi bảo là bừa trong ruộng nhà mình. Bố tôi dạy tôi kiểu Úc đấy, cho nên đấy là tôi bừa, chàng trai 17 tuổi. Để cái sinh châu bừa bằng con bò, đuôi nó dài, nó quét bùn như này, mình vụt trong phát nó lại bẫy đuôi, bắt phát bùm. Mà mùa đông nó ăn sắn ăn cám, nó ỉa chảy, cứt khắm linh, lẫn bùn, bắt phát mắt mũi cây xe, thối quá. Thế là thì nhắm mắt vào bò ra bờ mương rửa mặt, quay lại nện cho con bò một trận. Bò chạy bay cả bừa, mà tôi hầm hổ tôi về. Tôi về trước, bò về sau, không thấy cái bừa đâu. Bố tôi biết thừa là tôi điên rồi, bố tôi cũng không tin vào tôi. Bừa là một cái dụng cụ để con bò nó kéo để nó cào đất đi, nó làm nhuyễn đất để người ta cấy lúa. Harry đang hỏi bừa là cái gì đấy, cất bò bẩy vào mặt với mồm tôi đấy. Hay là ai muốn có động lực thay đổi như tôi ấy thì trộn cất bò với mồm nó nếm tí á, là bớt mặt phát là nếm như người Ấn Độ ấy. Người ta biết cất bò lên mặt này, tắm bằng phân bò, nước đái bò trộn lẫn này để chữa bệnh Covid đấy. Đấy, ai muốn có động lực không thì ra kia kìa, nhờ thằng hàng xóm nó trộn cất bò, nước đái bò với mồm nó bẩy vào mặt cho xem đấy. Chứ vì nghèo thay đổi, đúng không? Vì nghèo ngăn cản. Không bao giờ nghèo ngăn cản thay đổi đâu. Tưởng là hai năm nghèo thì mới phải thay đổi chứ, giàu thay đổi làm chó thì. Đấy, tôi xem mà tôi chưa thấy ai, tôi thấy chưa thấy ai kể lể được cho tôi khó khăn khi thay đổi. Rồi, Thúy Nguyễn, em muốn học thầy thật nhiều nhưng em chưa biết bắt đầu từ đâu. Em cũng muốn bán hàng online mà em cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Úi giời. Bắt đầu từ ôm hàng mình mà bán chết luôn như trong phim nha. Em cũng muốn thay đổi mà em chưa biết bắt đầu từ đâu. À, muốn học mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Thì câu này tôi không cần trả lời.
Bọn chúng người ta trả lời giúp mẹ Thúy Nguyễn là muốn học thì bắt đầu từ đâu. Mẹ sợ không muốn học, chứ còn muốn học thì biết đầu từ đâu mà không biết, đúng không? Thì giúp mẹ với. Thay đổi bắt đầu từ học hỏi à. Tí nữa tôi chỉ cho các bạn cái cách để thay đổi. Tôi được như bây giờ nhờ thay đổi. Nó rất đơn giản thôi. Tôi có tuổi thơ nghèo khó, sinh ra ở miền Bắc nghèo lắm, nghèo kiết xác. Mấy đời trước nhà tôi là điện chủ, chứ còn đến đời của tôi đời thời trên chiến tranh đấy thì nghèo lắm. Đấy, thế bây giờ được như thế này, mình lên đây ngồi nói với các bạn, đúng không? Đấy, cho tôi vào trang cá nhân để tôi xem là cái câu hỏi thay đổi đâu. Các bạn trả lời cho tôi xem nào. Có kiên nhẫn được với nhau không? Chả nghe nhau làm gì cái hôm nay buổi tối ở Việt Nam có nóng không? Đây, để tôi xem nào. Em nghĩ khó khăn khi thay đổi là chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đừng có nói lý thuyết nữa nha. Lý thuyết là cái gì ạ? Lại hỏi lý thuyết là cái gì? Cái bọn trẻ đa ngôn ngữ là nó sẽ có một cái là nó hay đặt các câu hỏi. Vì có những lúc là nó nói được tiếng Việt, nhưng có rất nhiều từ tiếng Việt bọn nó không hiểu nghĩa. Đấy. Nên nó sẽ hỏi, nên có lúc là giải thích bằng tiếng Việt không hiểu thì lại phải giải thích bằng tiếng Anh. Quyền Nguyễn, em thích nghe thầy nói nha. Lưu Huyền, em muốn thay đổi nhưng chưa biết làm gì để thay đổi. Nhiều các bạn làm gì để thay đổi? Thay đổi chỉ đơn giản là thay đổi. Thay đổi để thay đổi chứ làm gì để thay đổi. Được, còn tí nó sẽ chỉ làm gì. Hay lắm. Nhưng hôm nay tôi chỉ cho được tất cả thay đổi luôn. Nó không thay đổi mày làm nên. Người thay đổi thành công rồi, đúng không? Đấy. Người thay đổi thành công rồi, người ta tư vấn cho là nó rất dễ. Chờ bí kíp của thầy Hương Đỗ. Hương Đỗ là ăn chắc ngồi đây chờ. Này mưa mát lắm, đúng rồi, thì tốt quá. Nay mưa mát lắm thì các bạn hôm nay Việt Nam mát rồi, tốt quá. Cảm ơn các bạn. Mát rồi thì ngồi nghe nhau nhá. Hôm nay mát rồi nhưng mà không có ai nói cho tôi biết là thay đổi gặp khó khăn gì nào. Không ai nói là thay đổi gặp khó khăn gì. Nay cái chủ đề thay đổi là nó không hấp dẫn đâu nhỉ? Hay bây giờ nói mẹ về chủ đề khó nói.com thì chủ đề hỏng hẻo ấy, nóng quá bị hỏng bị hẻo ấy. Ngày xưa như sắt như đồng, như giết nhà ngọc, như giống phun mưa, bây giờ như cảnh muối dưa ấy. Mấy thằng minh mệnh cũng chưa ngẩng đầu, có khi nói những chuyện nhảm nhí lăng nhăng gì lại rất đông. Nói chuyện thay đổi thì cả hai trang mới được có hơn 1000 người, đúng không? Bạn Hoàng Mai, gặp khó khăn nhất là mình không tập trung để thay đổi. Có thật không? Tôi nghĩ là không phải đâu. Nó đúng một tí thôi. Vấn đề là bạn tập trung vào cái gì. Bạn muốn tập trung vào thay đổi thì tập trung vào thay đổi, chứ sao cứ phải tập trung vào những đứa nó ảnh mình, đúng không? Thôi đừng chào nhau nữa. Ôi, nói cho tôi là đây rồi đấy, Ngô Anh này. Vì thay đổi là từ vùng hầu như chưa được nhắc tới, là từ vựng này, không? Thay đổi là từ vựng hầu như chưa được nhắc tới và xuất hiện trong đầu mỗi người. Mọi người bị cuốn vào vòng quay của cơm áo gạo tiền, đôi khi muốn dừng lại nhưng tư tưởng của họ lại nghĩ về điều gì. Lắm giải thích thế em. Em không thích nghèo, em muốn giàu có để đầu tư cho con cái để thế sau thay đổi. Kinh không? Thế thì em phải thay đổi. Em muốn thế sau thay đổi thì em phải thay đổi. Tôi cho thời gian đi thêm 3 phút nữa thôi. Xong tôi sẽ chỉ luôn trong một cái kỳ tối nay chỉ thấy xong nghỉ. Thay đổi từ đâu? Tìm một người thầy để thay đổi. Khó khăn nhất trong thay đổi là sợ hãi. Sợ cái đinh gì? Thích thay đổi thì thay chứ sợ cái đinh gì mà sợ. Không thay đổi mới sợ chứ. Ngu người à? Thế bây giờ không thay đổi như cái nốc rượu này đi xét nghiệm đi, men gan tăng mà không thay đổi thì chết đến đít rồi đấy. Mẹ chết đến đít không sợ. Nhất mai cử hành. Vẫn uống rượu, vẫn quánh chén. Đúng không? Nóng thè nọc như thế này. Đúng không? Ốm mà chả chết không nhồi nhội thế đấy. Thay đổi mà lại sợ mấy cái không thay đổi chứ. Khó khăn nhất khi thay đổi là sợ thất bại. Mặc dù sống cuộc sống cũng hoàn toàn thất bại. Trần Quyết nói hay lắm, tốt. Xem nào.
Em muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hoàng Liên, được rồi, Hoàng Liên ở lại nhé, tí nữa tôi sẽ chỉ cho Hoàng Liên. Nên không bao giờ có kết quả mới với lối tư duy cũ và phương thức làm việc cũ. Cho dù bạn có thể thay đổi môi trường, bạn đi đâu mà bạn cứ làm việc cũ, bạn vẫn chết. Cho bạn vay một đống tiền, bạn làm như cũ, bạn cũng chết. Rồi, hôm nay mát rời rồi thì chúng ta kiên nhẫn với nhau. Đa phần là chốt lại là không biết bắt đầu từ đâu. Rồi các bạn, thế này nhá, là bắt đầu từ đâu. Đừng bao giờ bắt đầu bằng vay một đống tiền này, đúng không? Hay là nhảy cả tưng lên. Mà tốt nhất ấy, trước khi thay đổi là hãy dừng lại. Bước đầu tiên để thay đổi nhá, đó là nghe. Đừng xem nữa, nghe. Cứ mỗi hôm tôi nói, tối nào cũng 8:20 tôi sẽ nói. Tôi không nói trực tiếp thì tôi sẽ phát lại. 8:20 ở trên fanpage nhá, là sẽ phát lại. Còn trang cá nhân thỉnh thoảng mới có live stream. Thế nên là gì? Cái mà chúng ta không biết thay đổi bắt đầu từ đâu ấy, thì nghe rõ chưa? Không phải là nghe thằng nào xui bỏ việc nhà nước, bỏ việc của Nick. Cũng không phải xui là mở công ty hay là vay lãi hay thế chấp điều đó nhá. Đấy. Hay là cãi cự lại chồng, xù nhau với cả làng. Đừng bắt đầu thay đổi như thế chết đấy. Bước đầu tiên để thay đổi ấy, đó là nghe. Bạn có tin được không? Nghe. Đấy thì nãy giờ có đến cả hai trang là hơn 1000 rồi. Chưa đến 2000 người nhưng mà có hơn 1000 người đang nghe tôi nói ấy. Tại sao nghe nó lại quan trọng? Tại vì khi chúng ta nghe nó sẽ thay đổi quan điểm. Đấy, nó sẽ thay đổi quan điểm. Mỗi người sẽ sống với quan điểm của mình. Đó. Thì mình nghe nó sẽ thay đổi quan điểm. Chứ còn mình nhìn người ta làm, mình thay đổi, mình làm theo là mình chết. Bắt đầu từ nghe. Nghe nó sẽ thay đổi quan điểm. Xong nghe thì đọc. Nghe rồi đọc. Xong thảo luận với nhau. Xong thì nói. Thì nên xem lại cái bài mà 4 bước thay đổi. Tôi đã dạy đến 4 bước thay đổi. Thì bước đầu tiên đó là nghe. Các bạn chịu khó nghe đi. Ai là người mới mà hứa với tôi là từ hôm nay tối mai sẽ vào nghe tôi. Thậm chí bắt đầu lên mạng để cày để nghe. Và ai thấy rằng là đúng là từ hồi nghe tôi nói một live stream, hai live stream, nghe một tuần tự nhiên thay đổi quan điểm. Cái chúng ta cần thay đổi là quan điểm sống. Cái chúng ta cần thay đổi là ở nội tại, bên trong mình chứ không phải ở ngoài kia. Đó. Những cái gì từ vũ trụ nó làm bạn thay đổi ấy, chỉ có 10%. Còn 90% là từ bạn, lấy bạn làm trung tâm. Hãy bắt đầu từ tôi. Bắt đầu từ cái tôi. Mà cái gì ảnh hưởng vào cái tôi bản ngã nhiều nhất, đó là lời. Đừng để những cái gì bạn xem ảnh hưởng vào cái tôi bản ngã. Bạn xem sách nhiều, bạn sẽ ảnh hưởng cái tôi bản ngã bởi xem. Bạn xem lăng nhăng nhảm nhí nhiều, rồi đến một lúc vô thức bạn chấp nhận những cái lăng nhăng nhảm nhí như một thực tại cuộc sống. Và đến lúc cần hành động thì nó như ma quỷ ở trong này, ma dẫn lối quỷ đưa đường, xui khiến nó lại làm như thế. Tại vì nó đã ghi vào não rồi. Thế nên là cái tôi bản ngã ấy, nó là bằng lời. Chẳng hạn tôi là Nguyễn Duy Cương, bạn bảo chào anh Cường, là tôi điên lắm rồi, mặc dù tôi biết bạn nhầm nhưng mà tôi không muốn trả lời nữa. Bác sĩ Cường ơi cho em hỏi. Nó chỉ thêm dấu nguyền là rất điên, chứ chưa cần nó bảo mình là thằng ngu, nó bảo mình là thằng chó. Đấy. Thế nên phần hồn của chúng ta ấy, nhá, cái phần hồn ấy là âm, là lời. Đó vì thế khi chết người ta mới không được kêu tên cúng cơm, phải gọi cụ vong, cụ hồn. Đấy, không được. Đấy, bên công giáo thì kêu bằng tên thánh, xin nên. Thế nên là cái mà chúng ta cần thay đổi đó là gì? Con người, cái tôi này, ngồi đến tôi đang ngồi đây. Cho dù hôm qua tôi mặc áo sơ mi, bạn nói, mặc áo sơ mi đẹp. Và cái áo đấy là áo Pierre Cardin. Áo Pierre Cardin ấy, áo Pháp ấy. Còn hôm nay thì tôi mặc cái áo t-shirt cổ tim này, cổ đen. Mình chẳng biết nó là cái hãng gì. Tại vì khi đi mua là mình sẽ trên mạng mình đặt cả lỗ. Thì cái này mình đặt cổ tròn, cái mình đặt cổ tim. Thì là gì? Cái tôi như thế này. Thì nó có 3 phần. Đó là cái tôi thể xác, cái tôi trí tuệ, trí thức ấy, và cái tôi tâm hồn. Nên là nếu mà chúng ta thay đổi bằng xem thì cái xem nó sẽ chi phối hành động, và chúng ta sẽ thay đổi cái cơ thể vật chất. Nhưng mà cái tôi bản ngã ấy, nó là cái tôi phần hồn,
nó là cái tôi tinh thần, nó là cái tôi tâm hồn. Đấy, thì thay đổi nó trước là dễ nhất. Thì tôi muốn nói tâm sự một chút là gì? Tôi định nói hôm nay là tôi định livestream để nói về tinh thần và đời sống tinh thần. Tôi định nói về tâm linh và đời sống tinh thần. Tâm hồn, linh hồn, tâm linh, đời sống tinh thần. Tôi đang nói bằng tiếng Việt Nam, nhưng mà cái từ tâm linh, chẳng hạn là vào những năm 2000 những năm trước, thì chúng ta năm 2000 chúng ta đã tiên lượng là thế kỷ 21 là thế kỷ của tâm linh. Thế kỷ 21 là thế kỷ tâm linh. À, thì bạn có tâm linh không? Thì hôm nay có một bạn gái, bạn ấy comment cho tôi là bạn nhắn tin là em muốn tìm hiểu về tâm linh và dạy con cái em sống có đức tin, nhưng chồng em nói về tâm linh, suy nghĩ về tâm linh một cách tiêu cực và xù, cho là mê tín dị đoan, tiêu cực bị xù. Thì tôi định nói cái bài về tinh thần và đời sống tâm linh, nhưng mà bị trên public mà mình nói rất dễ bị ném đá, rất dễ bị quy kết, bị quy chụp. Thì tôi vẫn luôn hứa là sẽ có một hôm nào đó những người học trò mà thích nghe tôi giảng về tâm linh, về tâm hồn. Tôi không giảng về mê tín dị đoan, tôi sẽ giảng về ba cái chủ thể tạo nên một cái tôi, đó là thể xác. Cái tôi thể xác thì tôi là bác sĩ, tôi có kiến thức y khoa. Khi các bạn ấy bị hồng cầu lưỡi liềm đấy, là bị bệnh bẩm sinh như thế, thế mà tôi vẫn cải thiện được. Cho đến lúc đẻ con rồi, môi tím rồi mà tôi vẫn cải thiện được. Đấy, các bác sập xệ em cải thiện được là cái tôi vật chất thôi. Thế còn cái tôi tri thức, mà thiếu tri thức thì các vùng lãnh thổ nghèo, các đất nước nghèo đều thiếu tri thức, đều có nền giáo dục tụt hậu, lạc hậu. Các miền quê nghèo thì đều con cái chất lượng học tập nhích nhác. Bạn lên, bạn đi trợ giúp ở trên miền núi đây, bạn thấy những đứa trẻ con nó đến trường cái gì, nó rét rồi nó học trong những cái lều lán, mấy cô giáo tẩy cầm đàn đến đỉnh núi nghe hát thì hay lắm, chứ còn đến đây thì chán lắm. Bây giờ thì họ thiếu tri thức, đó là cái tôi trí tuệ bị thiếu tri thức, thì là cá nhân đó sẽ sống cuộc đời nghèo. Nhân miền quê nào, vùng lãnh thổ nào, quốc gia nào thiếu tri thức thì đấy là những quốc gia nghèo nàn và lạc hậu. Bạn hãy nhìn những quốc gia tăm tối, những quốc gia châu Phi, những đất nước nghèo đều có nền giáo dục kém cỏi, thấp kém. Đây, thì cái phần đấy tôi đã có chương trình dạy con tại nhà, tôi đã có chương trình là cửa sổ vàng, tôi có chương trình Bible English để nâng cái phẩm cấp giáo dục cho con cái chúng ta kịp với địa cầu này. À, cái xoay quanh cuộc đời của bác sĩ Cương chỉ làm ba cái việc đó. Con người là gì? Tam bản thể, có ba cái thể vật chất. Đấy, thì hỏng hẻo rồi em cũng cố giúp, sập sệ rồi em cũng cố giúp, gãy tay xe tông bầm dập sắp chết em cũng cố giúp, bị bỏng xong lại phải vá da em giúp để khỏi phải vá da. Đấy là tôi giúp cái tôi vật chất. Thế còn cái tôi trí tuệ đó, thì tôi là bác sĩ, nhưng mà các bạn cũng rất ít biết là tất cả những nhà cải cách giáo dục trên 80% các nhà cải cách giáo dục trên địa cầu này đều xuất thân từ dân y khoa. Đấy, thế nên là tại sao các dân y khoa là ai cải tiến được giáo dục? Đấy, chỉ tìm hiểu đi, tìm hiểu về cửa sổ vàng. Thì tôi đang làm rất tốt cửa sổ vàng, từ chương trình free tôi tặng khám phá bí mật giai đoạn vàng của con. Đừng có cứng lòng, học đi. Không phải tự nhiên mà hàng triệu người follow tôi, không phải mà tự nhiên mà mỗi ngày có từ 2.000 đến 3.000 người mới bấm follow các trang của tôi, bấm like cái trang, hãy bấm like cái fanpage của tôi, bấm follow, bấm like các cái trang cá nhân của tôi. Thì mỗi một ngày trên toàn thế giới này có hơn 2.000 người đến 3.000 người mới follow hoặc like trang của tôi. Đấy, thì là, đấy là nó có lý do của nó. Tôi đang làm rất tốt về mảng hỗ trợ cho các bạn tri thức để không bị tụt hậu, để con cái chúng ta có thể cập nhật. Con cái chúng ta là sinh ra là thuần Việt, bố mẹ không biết tiếng Anh, thì bạn hãy xem con cái những cái người học cửa sổ vàng Bible English bây giờ nó nói tiếng Anh như bản ngữ, trong khi đó những người cha mẹ ông bà cứng lòng vẫn bảo là để cho nó phát triển tự nhiên. Tự nhiên thì nó nói đinh được tiếng Anh. Tôi chưa thấy đứa nào tự nhiên nói được tiếng Anh cả, mà tôi chỉ thấy là đến lúc lớn chật vật đi tất cả các trung tâm này nọ, rồi học đến tận đại học, học suốt từ phổ thông đến đại học mà không nói được cho nó ra hồn. Tôi chưa thấy ai tự nhiên nói được tiếng Anh. Còn chương trình của tôi là áp dụng trên tự nhiên, mà đến lúc nó nói tiếng Anh.
Đấy, bạn xem là thỉnh thoảng chúng tôi quay các em bé thuần Việt. Trước đây là chỉ có Harry với lại Tammy nhà tôi. Bây giờ chúng nó lớn rồi, tôi quay trở lại bảo tàng nó ở đây. Thế thì bây giờ đấy, đậu đậu là bố mẹ cũng không biết tiếng Anh. Nó còn lúc mà nó mang bầu, mẹ nó mang bầu là nó uống thủy đấy, mẹ nó khóc suốt. Bây giờ nó siêu thông minh. Phương pháp của tôi đấy, tôi tác động lên thể chất, tôi tác động lên tri thức được. Tôi đang mời gọi các chuyên gia giáo dục. Tôi làm ra cái chương trình học online dạy con tại nhà trước khi dịch xảy ra 8 tháng. Não tôi cảm biến tốt. Nên khi mà tôi đưa ra chương trình dạy online, giáo dục online là tây mà rất choáng. Bây giờ thì cả chính phủ đất nước này mới nghĩ đến giáo dục online, mà tại sao đốc tử thương lại làm trước? Tôi bảo não tập cảm biến trước. Tao biết trước. Tôi đang làm trường online để cập nhật tri thức kịp với địa cầu này. Và nó đảm bảo là con bạn sẽ như con tôi, nay mai bạn giàu lên đi. Và cho nó đến bất cứ quốc gia nào, nó xuống trường đấy nó học được luôn mà không phải học lại. Đấy, các con tôi là học ở Việt Nam lớp 1 thì sang đây học luôn lớp 2, chứ không phải học lại năm lớp 1. Vì sao? Vì những cái giáo dục. Thế còn cái phần mà hỏng nhất ở Việt Nam đó là tâm hồn. Con người chỉ có 3 thể: vật chất, trí tuệ và tâm hồn. Tâm hồn thì chúng ta là đất nước vô thần, chúng ta không tin có phần hồn. Đấy, em theo thuyết duy tâm, duy vật, chứ em không theo duy tâm. Chúng ta cứ cách tách tâm ra khỏi vật. Nhưng tôi rất muốn là làm thịt các bạn một trận trên public. Nhưng mà nếu mà nói về cái vấn đề nhạy cảm trên public là tôi hay bị ăn chửi, đồng bào hay mắng em á. Nên là hôm nay tôi chỉ hé một tí thôi. Ai xong các bạn sẽ cho tôi là gì, có thích học không? Nhờ. Tại vì ngay cả nói bằng tiếng Việt Nam thì những cái từ này nó đâu có phải từ mới, nhưng mà nó rất thế nào ạ? Nó thế nào là bạn hiểu thế nào là tâm hồn, bạn hiểu thế nào là tâm linh, bạn hiểu thế nào là hồn, bạn hiểu thế nào là xác, bạn hiểu thế nào là duy tâm, thế nào là duy vật, bạn hiểu thế nào là tinh thần. Con người có ba thể nhé. Thể vật chất thì chúng ta đánh giá được đấy là sức khỏe, sắc đẹp và phong độ. Thể trí tuệ thì chúng ta đánh giá bằng tri thức và hiểu biết, bằng kiến thức cái người đấy sở hữu. Thế còn thể tâm hồn, thể tâm hồn thì đánh giá bằng cái gì ạ? Thì tâm hồn nó đánh giá sản phẩm của nó là tinh thần. Tinh thần. Đấy. Thế làm sao để nâng tinh thần? Hồi xưa tôi dạy cho, có một cái giáo trình tôi khích là nâng tinh thần. Mà World Bank, những ngân hàng thế giới đấy, World Bank chi tiền cho tôi dạy đấy, trên đại lải ấy. Nâng năng lượng, kích hoạt tinh thần. Đấy. Thì sản phẩm của tâm hồn chính là tinh thần. Chúng ta thấy có cần tinh thần không? Và tinh thần dân tộc của chúng ta có tốt không? Đấy. Thì hôm nay là tôi chủ trương là tôi muốn nói với các bạn về đời sống tinh thần và đời sống tinh thần và đời sống tinh thần. Tôi muốn nói với các bạn về vô thần, hữu thần và loạn thần. Trong cộng đồng mà chúng ta đang giao lưu này thì có một nhóm là hữu thần. Hữu thần. Trên thế giới thì có bao nhiêu phần trăm hữu thần? Đạo Công giáo có khoảng trên dưới 2 tỷ. Thế giới có khoảng 8 tỷ người thì Đạo Công giáo có khoảng trên dưới 2 tỷ, trên tỷ rưỡi. Nhìn 2 tỷ. Đạo Phật thì cũng trong cái tầm này khoảng. Thế rồi lại Đạo Hồi. Đấy. Thì các loại đạo thì 65% các loại đạo ở trên thế giới này là thờ Chúa. Đạo Hồi là thờ Chúa, Đạo Tin Lành thờ Chúa, Đạo Cơ Đốc giáo thờ Chúa, Đạo Công giáo thờ Chúa, Do Thái giáo thờ Chúa. Thì rất nhiều cái loại đạo là thờ Chúa. Đấy. Thì Đạo Phật không thờ Chúa, chứ Đạo Hồi thờ Chúa. Thì nó chỉ vào khoảng là cái số vô thần là ít lắm. Nó chỉ là số lẻ, số ít thôi. Nếu tính toàn địa cầu thì cái số người vô thần ấy là rất ít. Thế nhưng mà ở Việt Nam ấy thì cái người vô thần lại nhiều hơn. Tuy nhiên là cái người hữu thần là không dám nói. Đấy, chẳng hạn như hôm qua Ba Lan này là nghỉ trên toàn quốc. Ngày hôm qua là ngày lễ của nhà thờ Công giáo. Mình máu Chúa, mình máu Thánh Chúa. Là ngày lễ Công giáo, nhưng mà còn là một ngày lễ kỷ niệm toàn quốc của Ba Lan nữa. Thế nên là họ nghỉ đường băng tanh. Bên này suốt ngày nghỉ. Thứ bảy chủ nhật nghỉ rồi, nhưng các ngày lễ chủ nghỉ một tiếp. Mình hôm qua không đề phòng, không có gì mua hàng là cái gì nữa cả. Thế thì sống ở cái đất nước lắm, ngày nghỉ cũng hay lắm, nên làm cái gì nó cũng chậm lại, nó không hồng hồng như chúng ta đâu, nó thảnh thơi lắm.
thì cái tỷ lệ vô thần ở trên thế giới nó rất là ít. Nên là nếu mà bạn đi ra các cái nước hữu thần này này mà bạn nói là bạn vô thần, người ta nhìn bạn người ta ghê bạn lắm, người ta rất ghê dân vô thần. Thì ở Việt Nam ấy thì có trong cái show chúng ta đang nghe nhau này thì có bao nhiêu người là hữu thần, rồi thì thần Phật, Phật giáo, Công giáo, Tin lành gì đấy, Cao Đài Hòa Hảo gì thì là hữu thần. Đấy, thì bao nhiêu phần trăm là vô thần? Mà một thì bảo vô thần nhưng mà tôi đây vẫn thờ cúng mọi người. Thế còn một nhóm bây giờ là loạn thần nó mới kinh, ghê nhất nhóm loạn thần. Thì tôi muốn nhắc với các bạn là con trẻ là nhu cầu tâm linh của nó rất là cao, vì nó phải phát triển phần hồn. Con người phải phát triển phần song song, phần xác, phần hồn và phần tri thức, có ba thể mà. Cái tôi thể xác phải lớn lên chứ, phải dậy thì thành công chứ, đúng không? Chậm bọc răng là phát triển thân xác kém rồi, chậm vận động là phát triển thân xác kém rồi nhá. Đấy, thế nên là chậm phát triển trí tuệ thì là chết rồi. Đấy, thế nhưng mà còn phần hồn, chết rồi phần hồn. Thì con trẻ nó phải phát triển về phần tâm hồn. Thì bố mẹ đã không biết là bỏ đói phần tâm hồn của con, bỏ đói phần tinh thần của con. Đấy, thì tại sao chúng ta lại hóa trang thành ma quỷ? Tại sao lại cái sự xấu, sự ác lại đang ngự trị địa cầu? Tại sao các bạn giải thích được đi? Các bạn cứ giải thích được tại sao sự ác, sự xấu nó lại ngự trị địa cầu? Tại sao chúng ta lại hóa trang thành ma quỷ? Đấy, bên đây tôi hỏi cái chỗ đấy, tôi chỉ rồi. Tại sao xã hội ngày nay bất an? Các bạn thấy xã hội ngày nay bất an không? Bất an không? Chẳng hạn bạn sang Bhutan là cái đất nước được đánh giá là chỉ số hạnh phúc cao, nằm trong mấy cái nước nhất thế giới. Ở Bhutan có bộ hạnh phúc. Đấy. Thế còn bao nhiêu người thừa nhận rằng là ngày nay chúng ta bất an? Chúng ta thở ô nhiễm bất an, chúng ta uống nước nhỏ ô nhiễm bất an, chúng ta mua đồ ăn bất an, đúng không? Chúng ta cho con trẻ đi ra đường bất an. Ngày xưa chúng tôi được lang thang tuổi thơ đến trường, còn bây giờ phải ke nhau, không nó bắt cóc, không tai nạn, không ma túy, tất cả đều bất an. Một cái xã hội bất an, địa cầu bất an, không còn nơi nào bình yên trên thế giới để trốn nữa cả. Vì ngày nay con người vô thần, nên là gì, từ cái thuyết là vô thần, từ cái thuyết là duy vật biện chứng ấy, là con người chỉ quan tâm đến vật chất mà không quan tâm đến phần tâm hồn và tinh thần, nên xã hội sẽ bất an. Con người chỉ quan tâm đến vật chất. Bạn hãy xem những cộng đồng nào thì bạn biết, những cộng đồng mà vô thần, bạn xem họ làm video clip, họ làm tiktok thì xem nó rất đều giả, nó rất khốn nạn, nó không có mang cái tính chất nuôi dưỡng cái phần hồn. Trong khi đó thì con trẻ, tôi nhắc lại là nó phát triển song song cả thể chất, trí tuệ và tâm hồn. Thế nhưng tâm hồn con trẻ bị bỏ đói, con trẻ có nhu cầu tâm linh rất cao, và chúng ta là người trưởng thành, chúng ta vẫn có cái nhu cầu là an ủi về phần tâm hồn, về phần tinh thần, động viên khích lệ về phần tinh thần. Nhưng mà chúng ta thì không có cái nguồn cội để nương náu, nguồn cội để đức tin để chúng ta phát triển cái phần hồn. Thì sự thật nha, thì bạn thấy là gì, ngày nay là xã hội chỉ quan tâm đến đời sống vật chất mà không quan tâm đến đời sống tinh thần của nhau. Vợ chồng sẵn sàng làm tổn thương nhau, cộng đồng mạng sẵn sàng làm tổn thương người khác, không thương tiếc, đay nghiến con cái, chủ uống nhau, rồi gì gọi là cái thị phi, cái lời nói nó làm tổn thương mình tinh thần. Tinh thần đã bị bỏ đói, không được nuôi dưỡng rồi. Thì các bạn thấy này, sự thật trong những thời điểm bi ai nhất của dân tộc, chúng ta cũng trải qua những thời điểm bi ai nhất. Đất nước mà tôi đang sống cũng trải qua những thời điểm bi ai nhất. Đó. Thì nhân loại cũng có những thời điểm bi ai nhất. Thì những cái cộng đồng mà vượt lên được, nhân loại tồn tại và không gục ngã đều nhờ tinh thần. Những quốc gia, những vùng lãnh thổ, những dân tộc mà trong những thời điểm bi ai nhất của lịch sử, đặc biệt là chiến tranh ấy, mà người ta không gục ngã, người ta đứng lên được là đều nhờ tinh thần. Đấy. Mà tinh thần thì nó được nuôi bằng lời. Bạn thấy thì khi hai miền Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam chiến tranh với nhau, thì bạn thử xem
phía miền Nam hát, hát bài buồn, phía miền Bắc hát những bài hương hực, và bên nào dễ chiến thắng hơn. Nó rất là nguy hiểm về cái phần tinh thần, thì không thể gục ngã được là do tinh thần. Thì cái giai đoạn này này, chúng ta có cần tinh thần nhau không? Ngày nay con người không chú trọng đến nuôi dưỡng tinh thần, không không chú trọng đến đức tin, mà người ta không làm cái gì người ta biết, người ta chỉ làm cái gì người ta tin. Đấy. Vô thần và loạn thần làm cho người ta tin những cái lăng nhăng, người ta không tin nhân quả, người ta không tin những điều tốt mới tốt, và người ta tin là xấu mới tốt, xấu mới nhiều tiền, phải đều giá mới nhiều tiền. Đấy. Và người ta sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ, người ta không đếm xỉa đến lương tâm. Đấy. Tôi cũng đang là gì, tôi đã suy nghĩ về cái sản phẩm mà gọi là lương tâm. Bạn muốn dạy con bạn thành người có lương tâm, thì lương tâm nó là cái gì? Và tôi đã nghiên cứu về nó rất là nhiều, lâu rồi, và tôi đang định đưa ra một cái chương trình đấy để đưa vào chương trình cửa sổ bằng chuyên sâu. Chúng ta muốn dạy con cái chúng ta thành người tử tế, chúng ta muốn dạy con cái chúng ta thành người có cái tâm hồn cao thượng, đúng không? Chúng ta thấy bây giờ lắm tiểu nhân không? Thế cái gì làm cho tâm hồn con người cao thượng? Thì con người sống nó phải có đức tin. Những người vô thần là không có đức tin, nhưng không phải không bay không có đức tin đâu, chỉ là không không tin vào Chúa thì sẽ tin vào quỷ, không tin vào điều tốt thì điều xấu nó có sẵn. Nó như là gì, tắt điện đi là bóng đêm. Đấy, thì điều tốt nó là ánh sáng, cứ tắt ánh sáng thì là bóng đêm, không cần phải mời gọi, cứ tắt phát là đêm. Nên nó quá nguy hiểm về cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, nó loạn thần. Tôi không bí tử, tôi có thể giải thích được. Nếu có thời gian mà đi trong lớp học ấy, đấy, tôi đưa lên PowerPoint, tôi đưa lên chỉnh chiếu một cây bút, là tôi sẽ viết, tôi vẽ, tôi chỉ cho các bạn thấy. Nhưng mà tôi cứ phải cân nhắc là ở public thì tôi không thể đề cập sâu được. Tại vì chúng ta không thể sử dụng được cái gì ta không có. Hôm nay có một bạn nhắn cho tôi là chồng em không có đức tin, nên rất khó nói chuyện. Thế đúng rồi, đức tin ấy, nó làm cho người ta dễ cùng nhìn về một hướng. Các bạn vô thần thì các bạn cứ thử xem. Nếu con cái mà nó từ 5 đến 6, 7 tuổi thì có thể là những ngày thanh minh tảo mộ là cho nó đi nghĩa trang cùng rồi. Còn bé quá đừng cho ra nhé, nó có những năng lượng không tốt đâu. Thế nhưng mà từ như lớn hai thằng con thì thôi, là cho nó đi ra nghĩa trang cùng rồi. Hay là gì, những cái giờ cầu nguyện cho tổ tiên, cho con cái vợ chồng cùng. Cái đức tin ấy, nó dễ làm cho người ta cùng nhìn về một hướng. Cái đức tin ấy, nó dễ làm cho vợ chồng, con cái, bố mẹ, ông bà và các thế hệ cùng nhìn vào một hướng, cùng đồng lòng. Nên là nếu như vô thần và loạn thần thì rất khó để cho một nhóm người, một gia đình hay là một cộng đồng cùng nhìn về một hướng. Chúng ta tôn trọng cái xã hội vật chất, để chúng ta tôn trọng là vàng. Đấy, vàng đeo có nhiều nhé. Hôm nay tôi nói về thay đổi mà. Nhưng mà nếu ai muốn thay đổi nhé, thì đừng bắt đầu bằng xem, mà hãy bắt đầu bằng nghe. Vì nghe nó sẽ thay đổi quan điểm, nghe nó sẽ thay đổi thái độ sống. Lời nói ấy, là nó tác động lên phần tâm hồn, tác động lên phần tinh thần của con người. Tôi là cái người luôn chú trọng, và tôi thay đổi được tâm hồn tôi thay đổi được cuộc sống của tôi. Trong những khó khăn nhất tôi vẫn vững tinh thần. Con người nó phải có gốc, phải có nguồn cội. Đấy, chúng ta phải có nơi nương nếp về đức tin, về tinh thần. Bạn đầu tư thì ngày nay người ta chỉ đời sống vật chất, nên có rất nhiều người bảo là anh nói thật với mày chứ, tao có ba đứa con, tao bảo chúng mày chỉ cần cứ học mình học ngoan là được, bố mày để của lại ăn ba đời không hết. Vâng, ăn ba đời không hết, chứ còn nó phá trong vòng 3 giờ, chứ đến 30 ngày, chứ đến 3 năm thì cũng hết. Nhưng mà đời nó đâu 3 năm, 30 năm cơ, 30 năm nó hết đời đâu, đúng không? Thế nên là đầu tư người ta chỉ tôn trọng vật chất, và người ta cứ vơ thật nhiều vậy. Có người chỉ có một đứa con gái nhưng cũng phải vơ thật nhiều đấy, nghiện quyền lực để thâu tóm. Thế nhưng mà thì cái người có đức tin ấy, thì người ta thấy rằng đầu tư vào cội nguồn, cội dễ là đức tin, đức tin là nguồn cội.
thì chúng ta chọn cái gì là mô gốc là cội, hay là mả bố không khóc khóc đống mối? Chúng ta đầu tư vào cái gì? Đầu tư vào đức tin ấy, là đầu tư vào nguồn gốc, đầu tư vào cội nguồn, là đầu tư được cho muôn đời được, cho đời sau được, cho muôn đời được, cho con cháu được rất là lâu bền, cho dân tộc, cho dòng tộc được. Thế nên là khi mà một những cái xã hội vô thần, ngay cả ở Đức người ta cũng nói là gì, những cái người mà đi tu là chả làm ra sản phẩm gì cho xã hội. Đấy, cái xã hội vật chất là bắt đầu nó cật vấn những người không làm ra sản phẩm xã hội. Đấy, kiểu cha giáo ngoan là đấy, ăn hại, không làm gì cho vật chất và xã hội. Để làm gì? Phá vẽ nhà thờ đi, phá đền đi, phá chùa đi, du đổ tượng Phật xuống, đi bắt cái bọn đi đi lao động đi. Đấy, khi mà phá hết đấy, phá hết những cái giá trị phi vật thể đấy, đấy thì bạn xem những cái dân tộc mà vô thần đấy nó hậm của không? Nó làm những cái việc TikTok đấy, đúng không? Nữ chủ tịch mà cái kết ấy, mới là chủ tịch nhà là cũng giả người nghèo ấy, cái chuyện nó làm nó rất hậm của, khoe xe siêu xe, khoe các rồi ăn mất bao ăn ăn không, con người nó trở nên loạn, điên loạn, một xã hội điên loạn, một xã hội bất an. Thì trong những lúc điên loạn nhất của địa cầu thì chỉ có đời sống tinh thần mới cứu được. Cái đất nước Ba Lan này ngày xưa nó rất rộng, có những thời điểm họ gần như bị mất phiên hiệu, mất tổ quốc. Đấy, dân tộc bị tàn sát. Bạn biết người ta làm gì không? Người ta chỉ còn biết cầu nguyện. Người Ba Lan là trên 90% là Công giáo mà, người ta chỉ còn biết cầu nguyện. Và đấy, bình an lại trở lại, hòa bình lại trở lại, hòa bình lại trở lại. Thế nên là họ vẫn có những biểu tượng, có những đền đài, có những đền thờ để họ tôn vinh. Và cũng có những cái ngày hành hương họ, đấy, vì họ ghi nhận, khi họ bất lực hoàn toàn rồi, họ chỉ còn dùng tinh thần, họ tập trung đồng lòng để cầu nguyện. Đấy, họ cầu nguyện. Đấy, sau đó thì thành công, họ tạ ơn, họ xây đền đài, đền thờ. Và hàng năm cứ đến cái ngày đấy, hàng triệu người đi bộ hàng mấy trăm km hành hương để tạ ơn. Để các bạn biết là tôi rất thích chú trọng đến cái này. Tôi quan sát địa cầu, tôi quan sát thế giới, tôi quan sát các bản sắc, các dân tộc. Và tôi nghiên cứu về sự phát triển và sự diệt vong. Và tôi phát hiện ra là gì? Về nhân chủng học mà tôi nghiên cứu thì con người có ba thể: vật chất, trí tuệ và tâm hồn. Và tôi đang làm, tôi nhắc lại là tôi đang làm rất tốt cái phần của một bác sĩ, đó là cơ thể vật chất. Tôi đang làm rất tốt. Hãy tin ở tôi. Lát nữa dừng livestream này, là bên sản xuất sẽ đem hợp đồng đây để tôi ký. Tôi ký xong đó chuyển phát nhanh về Việt Nam. Sang tuần sau thì ngân hàng Vietcombank sẽ chuyển tiền từ Việt Nam qua công ty sản xuất bên này. Thì tôi bắt đầu nhấn nút khởi động sản xuất sản phẩm gan tây, sản phẩm enzyme làm sạch máu của bạn, cholesterol mỡ máu. Và tôi sẽ sản xuất tiếp sản phẩm cho khớp. Quá nhiều người Việt Nam bị khớp. Hãy tin tưởng vào tôi là bác sĩ, tôi đang làm rất tốt cho cái tôi phần xác. Tôi cũng đang làm tốt cho cái tôi trí tuệ, ít nhất là phần nền tảng. Bạn muốn con bạn có một tương lai học vấn và tri thức, trí tuệ thì nó phải có cái bộ não tốt. Thì cửa sổ vàng nó giúp khai mở, kích hoạt bộ não cực kỳ tốt. Các bộ não của em bé cửa sổ vàng đều vượt trội. Những người nghi ngờ cửa sổ vàng, những người dè bỉu con cái cửa sổ vàng xem, những người chồng xù vợ học cửa sổ vàng xong đều phải bác con đi khoe vì thấy con vượt trội. Đấy, những người hàng xóm ơi dìa cha xong còn dạy cái gì, biết gì mà dạy. Thế là đến lúc nó biết thì con cái các bác các con cháu họ là biết mách tục mách giác, biết cái láo cái mất dạy, không biết mở YouTube chưa, kênh nào cũng biết. Đấy, chứ còn con nhà cửa sổ vàng thì biết nói tiếng Anh, biết lễ phép, biết phải quấy, biết nhường nhịn, đúng không? Đấy, biết điều tốt lành. Thì còn cái phần tinh thần là cái phần mà tôi chỉ cứu được rất ít người. Thì tôi đang muốn đẩy mạnh nó. Rất tiếc là tôi không phải linh mục, cũng không phải mục sư, không phải nhà truyền giáo, mà tôi chỉ là một bác sĩ bằng kiến thức y khoa. Tôi nghiên cứu xem vậy thì cái thể tâm hồn đấy nó là cái gì. Đấy, thì ở Việt Nam cũng có cái trung tâm nghiên cứu về tiềm năng con người. Thế thì là cứ thì sau khi chết ấy, thì nghiên cứu về tiềm năng con người. Tôi nghiên cứu về tiềm năng con người, nhưng mà tôi nghiên cứu về cái gọi là linh hồn, cái gọi là hồn ma mà chỉ về trước khi chết ở trong cơ thể nó là cái gì. Đấy, và tôi đang giải mã nó ra dần. Thì cái này tôi chỉ cứu được một ít người thôi, nhưng mà tôi biết rõ nó là cái gì. Sản phẩm đến với tâm hồn nó là tinh thần, nó là lời. Đấy, nên là nó là melody, nó là làn điệu, nó là những lời ngay lành cha ông nói, nó là lời cầu nguyện.
đúng không? Thì tôi nhắc lại là bọn trẻ con ấy nó có nhu cầu tâm linh rất mạnh, nên chúng ta vô thần. Nó vô thần gì đấy là lý do đấy, lúc nó lớn đấy nó thờ búp bê ma. Và ở bên này này, nó vô thần này, nó đi thờ quỷ, nó ký hợp đồng bán linh hồn cho ma quỷ, nó có giao kèo bán linh hồn cho Satan, nó đòi xây biểu tượng Satan, rồi là nó làm tượng đài cho Satan ở Mỹ rồi. Đây, thì chúng ta nên suy nghĩ về cái việc này. Con người có ba thể, chỉ chú trọng đến vật chất không ổn đâu ạ. Loạn đấy, trong những thời điểm khó khăn nhất mà các dân tộc, các cá nhân, các cộng đồng tồn tại được, đó là tinh thần. Ai ủng hộ tôi? Thì khi chúng ta cần thay đổi thì hãy chú ý lắng nghe, hãy thay đổi phần tâm hồn mình, hãy thay đổi từ trái tim mình. Con người biết yêu biết ghét, hãy thay đổi từ trái tim, hãy thay đổi từ cái tôi. Nhưng mà hãy lắng nghe. Khi chúng ta nghe người khác nói, chúng ta sẽ thay đổi quan điểm sống, chúng ta thay đổi thái độ sống. Cái đó là cái dễ nhất. Bạn có thể là nhân cái đợt dịch, bạn ngồi nhà bạn vẫn thay đổi được, mà bạn không phải băm bổ ra ngoài kia để đi tìm cơ hội. Bạn không phải alo cho bất kỳ ai là có cơ hội gì, có kèo gì làm ăn được không, cho kiếm cái đợt này mất việc rồi ông ạ, nghỉ việc rồi, đói lắm. Thì tôi không kỳ vọng là trong cái livestream mà tôi nói một tí về thay đổi. Thì hôm nay tôi chỉ nói một tí thôi. Bước một đó là hãy lắng nghe. Bạn chọn cái ông nào nói tốt cho mà nghe. Bạn có thể nghe một sư thầy, một hòa thượng chân chính nhé. Sư giả ra nhiều lắm, tôi xin lỗi. Theo đạo ấy, chứ đừng có theo kẻ có đạo. Đạo là đường, khi bạn muốn đi nhé, mà có đường thì dễ hơn là vô thần, chính là vô đạo. Mà đạo ở đây chính cái từ đạo là đường đấy bạn ạ. Đấy, đạo nó là đường thôi. Thế nên là thì sao? Lãnh là lãnh tụ, lãnh chúa, thì nó phải có cái từ đạo đằng sau. Luật nó cũng có từ đạo, luật nó phong lọc theo đạo thì được. Luật vô đạo là trên. Đấy, cái gì nó cũng có đạo. Đạo tự tâm, ăn trộm cũng có đạo, gọi đạo trích, đúng không? Ăn trộm bây giờ đi ăn trộm con chim mà ông bà già ra đập trên ông bà già, thế là vô đạo. Đấy, đạo trích. Ăn cướp cũng có đạo, đây là đạo tặc, đúng không? Đấy, gái điếm đi làm phải có đạo. Thì đạo nó phải chạy, luật nó cũng chạy theo đạo. Chúng ta chỉ chú trọng đến cơ thể vật chất thôi, không thể tách được tâm ra khỏi vật. Tách tâm ra khỏi vật thì cơ thể vật chất này là xác chết. Vì vậy bây giờ nó có phim zombie và rất nhiều người sống như một xác sống, đúng không? Những người mà bị trầm cảm, những người bị trầm uất, những người mà u uất chính là dạng zombie, không có gì nuôi dưỡng phần tâm hồn của họ. Tôi nhìn được, tôi đi ăn sáng có một vài người học trò của tôi nhìn được, những cô gái trẻ chở xe tay ga mẹ đi ăn, nhưng nó bảo anh cười, nhìn cái ngữ con bé kia em nói thật, nó chỉ cần là gì, người yêu bỏ, nó chỉ cần bố mẹ nó, gia đình nó bị làm sao đấy là nó nghĩ là ngay nó tự tử. Đã, là học trò tôi rất nhiều người nhìn được. Nên là nếu mà vô thần ấy, là bỏ đói phần tinh thần của con cái ấy, thì các người hãy chọn, con người phải có đức tin. Có thể không có Chúa đâu, đúng không? Có thể đấy là biết đâu người ngoài hành tinh ấy, người ta đến trần gian người ta dạy, có thể nhóm ông Phật là người thôi. Nhưng mà những cái tập hợp để đã trở thành đạo mà nó tồn tại được hàng ngàn năm ấy, là nó có lý của nó. Nó là những cái triết lý, nó là cái cách nghĩ, nó là cái cách tư duy để trong những lúc khó khăn nhất có một cái kim chỉ nam, có một cái định hướng để con người ta hướng đến thiện. Nên nó chỉ là ánh sáng, mà nếu không có ánh sáng thì chắc chắn là gì, là đầy bóng tối. Không phải mời gọi bóng tối, cứ tắt điện đi là khắc sáng, là tối tất. Tắt mặt trời đi là khắc tối. Khó nói với nhau về tâm linh đúng không? Con người có ba thể, đấy nhá, ba thể. Thể xác, người ta cũng nỗ lực làm rất tốt. Thể trí tuệ, tôi cũng đang nỗ lực làm rất tốt. Quá tốt. Đấy, nhưng mà còn cái thể tâm hồn là tụi em nói thật là em chưa biết tìm cái nào để hướng nào để tiếp cận đồng bào của em cho nó dễ hiểu và đỡ quy kết, đỡ chụp mũ cho em. Đúng không? Tôi đang nỗ lực giải bày, tôi đang nỗ lực bằng cái ngôn từ dễ hiểu để chúng ta thử xem tinh thần là gì. Và chúng ta đang hung hăng hùng hổ, nhưng có một thằng nó bảo con chó này tự nhiên nó nổi điên này. Đấy. Đấy, bây giờ đang định chết, đang buồn bã, có người động viên mấy câu rồi nó tăng lên. Thế nên là những ai muốn thay đổi thì đừng có nhảy lambada ở ngoài kia.
hạn chế bớt xem, hãy lắng nghe, chọn những người thuyết giáo, chọn những người nói, những cái triết gia nhá. Có thể người ta chết rồi, người ta viết thành sách, người ta viết thành những câu triết lý đó, có thể là dưới dạng kinh. Người Do Thái, người ta rất mạnh, tại vì là người Do Thái người ta dạy con có mấy quyển kinh ấy. Hãy nghiên cứu về những cái quyển kinh của Do Thái. Trước giờ ăn là người ta cầu nguyện, trước khi đi ngủ là người ta cầu nguyện, sáng dậy người ta cầu nguyện, ngày lễ nghỉ người ta cầu nguyện, các ngày quan trọng là người ta cầu nguyện. Và tất cả các bài hát của dân Do Thái đều trích từ những quyển kinh ra mà hát, chứ không hát là đắng lòng đau đớn. Tại sao anh muốn giết người anh yêu? Nghe nó kinh khủng. Một trái mìn, một tiếng nổ, người phanh thây sau tiếng nổ rầm. Và quanh anh bao xác anh hùng cũng nghiêng đầu hẹn cùng quê hương. Ôi, nghe kinh quá. Nên là cái người Do Thái tất cả các bài hát vì một mục đích phụng sự cho đức tin, nên là gì, họ kinh khủng và họ quá mạnh. Chúng ta thử bị diệt chủng như họ là ngàn năm, mười mấy ngàn năm rồi thì xem chúng ta có còn mống nào không. Đấy, khó nói quá, không biết là bao nhiêu người nghe được tôi kêu gọi. Chốt lại là nếu muốn thay đổi thì hãy bắt đầu từ thay đổi quan điểm. Quan điểm khi mà thay đổi quan điểm sống, tại vì điều tốt có sẵn ở địa cầu, chưa lúc nào nguồn lực địa cầu tốt như bây giờ. Nhưng mà tại sao chúng ta không nhìn thấy nó? Do quan điểm, do thái độ sống. Quan điểm sống, thái độ sống là cái lăng kính để bạn nhìn đời, để bạn nhìn cơ hội. Bạn xem nhiều điều xấu trên mạng vơ vơi, người ta chia sẻ chương trình của tôi, bạn trên mạng lừa đảo, lại nhìn thấy lừa đảo mà không còn khả năng phân tích, không còn khả năng phân tích, không còn khả năng đánh giá. Đấy, không còn khả năng tự an ủi bản thân để vượt qua khó khăn. Vô trách nhiệm với bố mẹ, vô trách nhiệm với con cái. Khó quá là nghĩ kết liễu cuộc đời mình để mình đi. Chết thì dễ thôi, nhưng mà còn con, còn vợ, còn bố, còn mẹ. Thế nên là nó không kiểm soát. Kiểm soát bản thân là bằng lời đấy. Ngủ với con người ta cũng chữa, bỏ cũng bằng lời đấy. Và thôi mình phải chịu trách nhiệm đấy, cũng bằng lời đấy. Thế nên là gì? Cái lời nói nó tác động lên tâm hồn và tinh thần con người. Lựa lời nói với trẻ con, hãy nói với con trẻ bằng lời tốt lành. Tôi luôn kêu gọi phúc đức tại mẫu. Các em gái đừng có bảo là sao thầy không mắng cái lũ cờ cao su, cứ mắng bọn em nhiều. Ta cứ mắng bọn con gái nhiều, con gái là phong thủy ở trong nhà. Nên là bọn con gái mà nói lời không ngay lành với chồng là đang làm gương mù gương xấu cho thằng con nay mai sợ vợ. Hiểu không các em gái? Các em là người đàn bà đầu tiên ảnh hưởng lên cái thằng đàn ông bé tí, là ảnh hưởng đến chồng người ta sau này. Các em vì mục đích hiệu quả, các em đàn áp và dạy con cái cằn nhằn, gập gằn, khó chịu, càm ràm. Đấy. Và nó cứ phải nhẫn nhục và chịu đựng. Thì các em đang xây dựng cho chàng trai của mình, mà là chồng người ta trong tương lai, một mẫu hình sợ vợ. Sợ đến nỗi như bố mình bây giờ vẫn sợ mẹ mình đấy, ông mình vẫn sợ bà mình đấy. Lựa lời nói với nhau, chúng ta muốn con cái chúng ta trở thành người tử tế, thì ai dạy nó thành người tử tế? Có giống Chí Phèo không? Tao muốn làm người tử tế, tao muốn làm người lương thiện. Nhưng ai cho nó làm người lương thiện? Mà lương thiện nó là cái quái gì? Mà tiếng lương tâm nó là cái quái gì? Thì những cái này tôi nghiên cứu rất là kỹ rồi. Tôi kêu gọi hôm nay bước 1 thay đổi, hãy lắng nghe. Nghe tôi đi, rồi chọn những cái gì mà nghe đi, nó sẽ thay đổi quan điểm sống. Và vợ chồng hãy ngồi lại với nhau, nói với nhau. Rất nhiều cặp vợ chồng đã làm được. Hãy nói với nhau. Còn anh, tôi cũng thế thôi. Tôi nói rất nhiều, nhưng mà khi tôi mà đã không nói nữa là xong phim. Tính tôi như vậy. Ai mà tôi còn mắng, ai mà tôi còn nói, ai mà tôi còn hướng dẫn ấy, thì là vẫn còn ý nghĩa với tôi. Còn khi mà đã để tôi không nói, không dặn là thôi đấy. Tôi quyết định rất là nhanh. Tính tôi là như vậy, ngang như cua. Hành trình thay đổi bắt đầu từ nghe, sau đó đọc. Chỉ có bạn cứu được bạn thôi. Chỉ khi nào bạn quyết định thay đổi. Dịch nó làm bạn phải ở nhà. Hôm nay trời mát rồi, hãy ngủ ngon, hãy ngắm vợ con, hãy suy nghĩ về những gì tôi nói. Bây giờ sách ở trên mạng cũng đào được về mà đọc. Nhưng tôi khuyên bạn là gì? Nghe thì thay đổi quan điểm, và nghe thì lại đi nói lại, nói lại những chúng nó ảo. Đọc thì nó sẽ thành tri thức của bạn, còn xem không tạo ra tri thức. Đừng cho trẻ con xem nhiều quá. Con người ngày nay hỏng não, hỏng tâm hồn là vì xem nhiều quá. Hết tri thức. Đừng có nghĩ là không được cái gì tối nay, được có mỗi cái anh nghe, chỉ có nghe thế thôi.
thế là thay đổi đấy. Cứ thay đổi quan điểm sống, thay đổi thái độ sống là nó sẽ thay đổi tất. Bởi vì tôi nhắc lại là gì, công nghệ có sẵn, nền tảng có sẵn, cộng đồng có sẵn, nhu cầu có sẵn, cộng đồng có sẵn, tất cả mọi thứ đều có sẵn. Đấy, chỉ cần chúng ta kết nối, chỉ cần chúng ta hợp tác. Nhưng mà trước khi muốn có những điều tốt đẹp như cái điện thoại này thì phải học cách để sử dụng, để vận hành nó trước khi có nó. Thế còn nếu không như mẹ tôi, tôi tặng cho không dùng được, cô tôi tặng cho cũng không biết dùng vứt kiểu, thế nhưng vẫn lấy. Đó. Thế nên trước khi bạn muốn lái ô tô thì bạn phải học lái để tương tác với nó. Tôi gọi là tương tác với nó. Đấy. Hãy tập tương tác với những điều tốt đẹp. Tại vì điều tốt đẹp có sẵn, bạn không cần phải làm ra nó. À, hôm qua tôi có gửi vào Phố On. Cái câu chuyện khởi nghiệp của ông chủ hãng xe Harley, Harley Davidson, đúng không? Là hai ông. Con bé Harley là một con bé đầy mộng mơ. Học thì không xuất sắc, mộng mơ. Thế là trong lúc là đi đạp xe đi học, nó tuột mẹ nó xích. Tuột xích thì là cúi xuống để lắp xích, xong là thấy xe nó có tiếng động, ngẩng lên nhìn, một cái cú ngẩng đầu lên nhìn. Thì thấy là có một người bám theo một cái xe động cơ, đi xe đạp ấy, bám theo nó chạy theo. Thế là anh ta không phải đạp. Và cái chàng Harley này mình nghĩ rằng là à, mình sẽ làm mẹ một cái xe nó có động cơ khỏi phải đạp. Và về nói với cả nhà phản đối, học hành cho nản thôi, cái mặt này mà làm được, mắng cho một trận. Sau đó thì là gì, bày tỏ với người bạn mình là Davidson đấy, và đưa ra anh bạn Davidson đưa ra đầy đủ các khó khăn, nhưng mà cuối cùng quyết tâm quyết chí, và hai người này cùng đấy, vừa đi làm ở hãng thì ăn trộm đồ, đi sửa xe rồi làm ở cái hãng gì đấy, ăn trộm đồ về những cái lô nhích về xưởng để riêng để lắp dần ra cái xe đấy. Cái chồng Harley Davidson nó ra đời là như vậy, bắt đầu từ ước mơ của một chàng học sinh chứ không phải sinh viên. Thế nên là đừng bao giờ dìm hàng ước mơ, đừng đánh cắp ước mơ của người khác, và hãy biết ước mơ gì, hãy bắt đầu từ ước mơ đấy, tức là gì, mà cuối cùng làm ra cái hãng sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ cái xe Harley ấy, bạn biết đấy, cái xe Harley đấy là cực kỳ nổi tiếng luôn đấy, mà tay chơi ở Việt Nam có bài anh có xe Harley Davidson, trông rất tận, trông kinh. Thank you.